Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về kiểm tra công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp khu công nghiệp cơ bản được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Một số vụ việc liên quan đến doanh nghiệp như ở thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi đều được xử lý nhanh, hiệu quả. Trên 32.000 lao động tại 180 doanh nghiệp đã được xét nghiệm và tất cả đều cho kết quả âm tính. Việc tiếp nhận cách ly chuyên gia, lao động nước ngoài được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá Hưng Yên có nhiều doanh nghiệp khu cụm công nghiệp nên tiềm ẩn nguy cơ cao tình trạng lây nhiễm dịch bệnh. Do đó, tỉnh cần liên tục chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh trong doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao. Trước đó, đoàn công tác liên ngành đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số doanh nghiệp ở khu công nghiệp Thăng Long 2 và khu công nghiệp Dệt May Phú Nối.